Thì bây giờ nếu mình kêu not good, mình cảm thấy mình không ổn thì mình sẽ trả lời như thế nào? Nếu mình cảm thấy mình không ổn thì mình sẽ có 3 cách trả lời sau đây. Và 3 cách này thì các bạn đều bắt đầu bằng từ not trước đó giúp mình, ok? Từ not có nghĩa là không, thế thôi. Ok, so, cách số 1 nào. The first way is not so good. Ok, các bạn lặp lại giúp mình nhé. Not so good. Lưu ý âm cuối nha. Not so good. Not so good. Very good. Cách số 2 là gì nào các bạn? Cách số 2 đó là not so well. Nhớ âm l, l, well. Ok. So, các bạn lặp lại giúp mình nhé. Repeat after me, please. Not so well. Very good. Not so well. Very good. Not so well. Very good. Và bây giờ mình tới cách cuối cùng nào. Cách cuối cùng đó là not so great. Âm great này các bạn chú ý giùm mình, âm t ở cuối, âm t ở cuối nha. Các bạn lặp lại theo mình nào. Repeat after me, please. Not so great. Very good. Not so great. Very good. Not so great. Very good. Trong phần mà mình cảm thấy mình feel mình not good, thì các bạn lưu ý một phần này giúp mình. Thông thường khi mà mình sẽ trả lời là mình not so good, not so well, or not so great, thì the native speakers, they usually ask you, oh, why? What's wrong? Oh, sao vậy bạn? Có chuyện gì vậy bạn? To be polite, để người ta hỏi vậy là cái ý lịch sự cũng giống như trong tiếng Việt. Thì mình nói, dạo này bạn sao rồi? Thì bạn kia trả lời là, dạo này mình không ổn lắm. Thì bạn kia sẽ lịch sự hỏi là, ô sao vậy? Đúng không? Vậy thì các bạn lưu ý, khi mình trả lời là not so good, not so well, or not so great, thì luôn luôn phải chuẩn bị lời giải thích giúp mình. Tại vì họ sẽ hỏi đó, họ sẽ hỏi là tại sao. Ok, very good. Vậy thì bây giờ mình đã xong phần how's it going. Thì bây giờ có thêm một câu nữa mà người bản xứ họ cũng thường hay nói, mà có ý nghĩa tương đồng với how's it going and how are you. Đó là câu what's up. Ok, các bạn nhắc lại giúp mình nhé. What's up. Các bạn nói qua sup, âm p ở cuối. Ok, repeat after me, please. What's up? Very good. What's up? Very good. What's up? Very good. Vậy thì câu trả lời của câu what's up này, mình sẽ trả lời như thế nào? Câu what's up này, mình có hai cách trả lời như sau. Thứ nhất, đó là nothing much. Nothing much. Lưu ý từ much. Các bạn phải đọc âm ch. Ok. Repeat after me, please. Nothing much. Nothing much. Nothing much. Very good. Và cách trả lời số 2 đó là not much. Very good. Not much. Not much. Very good. Thì tất cả hai câu trả lời này đều có ý nghĩa tương đồng với cái câu mà mình cảm thấy mình feel good. Cách trả lời của how's it going. Ok, vậy thì mình đã xong bài học hôm nay rồi. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị giấy bút để mình có thể mình listen and mình write these sentences a little bit các bạn nhé. Mình chuẩn bị mình listen and then mình write một chút xíu để mình practice, mình nhớ bài luôn nào. Ok, are you ready? Good. Number one. What's up? What's up? What's up? Number two. Not much. Not much. Not much. Number three. How's it going? How's it going?
How's it going? Number 4. Not so great. Not so great. Not so great. Number 5. Pretty good. Pretty good. Pretty good. Okay, it's time for you to check again. So, bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình và check xem thử là mình có vừa viết đúng hay không nào nha. Number 1, what's up? Number 2, not much. Number 3, how's it going? Number 4, not so great. Number 5, pretty good. Very good. Vậy là mình vừa xong bài học hôm nay rồi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình ôn lại với nhau một xíu để mình nhớ bài luôn các bạn nhé. Hôm nay mình học được hai cấu trúc câu mới thay cho how are you. Đó là gì vậy các bạn? Thứ nhất là how's it going? And thứ hai là what's up? Very good. Và một phần quan trọng nữa đó là mình đã có nói lúc ban đầu của bài giảng đó, thì how's it going and what's up là thay thế cho từ hi hoặc là hello. So, nếu các bạn không thích trả lời như những kiểu trả lời khi nãy mình đã đưa cho các bạn, thì các bạn cũng chỉ cần lặp lại câu how's it going and what's up là mình đã trả lời rồi. Very good. And bây giờ một phần cuối cùng mà các bạn cần lưu ý giúp mình đó là how are you, how's it going and what's up. Không phải là để hỏi là bạn có khỏe không, không phải là hỏi là về sức khỏe của mình các bạn nhé. Đó chỉ là một cách để mà người ta chào hỏi với nhau thôi. Okay, that's all about today. Bye bye, see you next time. Have a nice day everyone.